chào cả nhà nha. Hiện tại thì em đang ở chỗ của bé Tiên, mà cô bé thì 11 tuổi mà mắc bệnh đó cả nhà, mới vừa mổ nang xong cả nhà. Thì đây là em gái của bé Tiên nè. Bây giờ trong cái thời gian chờ đợi thì em ngủ gì nè cả nhà, rất là tội nghiệp luôn cả nhà. Đây là ông bé Tiên đây. Đây là thêm ba bé là em của bé Tiên nữa cả nhà. Đó, thì hôm nay thì các em lên đây để thăm chị Tiên và coi cái tình hình kết quả của chị Tiên. Con tên gì? Hả? Ngọc. Tên gì? Ngọc hả? Ngọc. Ngọc. Lộc. Con tên Lộc. Đây là em trai của bé Tiên nữa cả nhà, tên Lộc. Con ăn đi, con ăn đi. Đây là bé Tiên. Bé gái cũng là em của chị Tiên luôn. Cảm ơn. Con tên gì? Hồ Thị Mộng Nhi. Hồ Thị Mộng Nhi. Dạ. Tên đẹp quá luôn. Con mấy tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi. 9 tuổi. Con có đi học không? Dạ. Có hả? Bữa nay con nghỉ học hả? Nghỉ học lên thăm chị đúng không? Đó, thì đây là bé Nhi, 9 tuổi, là em của bé Tiên cả nhà. Đây thì một bé gái nhỏ nữa nè. Bé Nhi thì đang ăn đây, quyết định. Thì hiện tại bây giờ thì bé Tiên đã có kết quả khám bệnh và lại phát sinh thêm một cái bệnh, đó là bệnh ung thư ở cả nhà, và giai đoạn 4, nên là gia đình cũng rất là buồn. Thì ngày mai thì gia đình quyết định là chở bé Tiên đi qua bệnh viện khác để khám tổng quát lại rồi xem kết quả như thế nào rồi mới biết mà điều trị cả nhà. Thì hiện giờ thì cả gia đình đang ở cặp bệnh viện ung bướu đây. Sáng ngày mai thì hiện giờ thì cũng chiều rồi cả nhà, nên là có đi khám thì cũng không có kịp thời gian, nên là sáng mai thì bé Tiên sẽ đi khám sớm rồi cả nhà. Đây là hình cảnh ba của bé Tiên cả nhà. Cảnh sáng giờ thì gặp rất là buồn khi hay tin bé Tiên bệnh đó cả nhà. Em chào anh Cảnh nha. Chào. Sao anh Cảnh khi mà hay bé Tiên bị bệnh như vậy anh rất là buồn đúng không? Đúng rồi. Rồi bữa giờ là anh Cảnh ở đây bao lâu rồi ta? Lâu rồi đúng không? Hết tuần rồi. Hết tuần rồi hả? Ở bên đây hết tuần rồi. Và mình vẫn tiếp tục ở đây để trị bệnh cho bé đúng không anh? Đúng rồi. Rồi hồi sáng là anh có vô khám bệnh không? Anh có vô trong bệnh viện không? Đây không có vô. Không có vô hả? Chỉ có mẹ nó với nó vô mà. Vì anh cũng có nghe kết quả rồi đúng không anh? Đúng rồi. Kết quả của bé là bị bệnh gì anh hả? Bệnh ung thư vú. Ung thư vú. Em nãy cũng có nghe là bé là bị giai đoạn 4 rồi. Gia đình mình không có như là không có phát hiện sớm á. Nên bây giờ bé thì bác sĩ cũng đưa một cái giấy cam kết để cho gia đình mình ký đúng không? Đúng rồi, lần này không có ký. Ký để mình vô trỏng mình chích thuốc hả nè, làm gì sai chị hả? Sai chị, mà sai chị quá, nhỏ này nó đề kháng nó yếu quá thì đâu có điều trị được. Nó đề kháng nó yếu quá, sợ bị sốc thuốc á. Dạ. Đâu có cho, không có chấp nhận, đâu có ký đâu. Không có ký. Thì là cũng góp ý nhau hết rồi, là ngày mai là chở bé đi khám tiếp bệnh viện khác. Dạ. Rồi xong rồi mình có biết kết quả xong rồi mình mới điều trị cho bé đúng không anh? Đúng rồi. Chứ bây giờ mà thí dụ như mình không ký, mình đi về á, cũng như mình bỏ cuộc rồi. Về uống thuốc nam cũng hên xui nữa. Không biết bé làm sao. Tốt nhất là giờ thì có cái hướng giải quyết vậy là em thấy cũng được. Rồi mình đi khám cho bé đi. Rồi xong rồi đầu cũng có mạnh thường quân ủng hộ cái chi phí mà trị bệnh cho bé đó. Thì mình cũng đỡ lo một phần đó. Bây giờ chỉ ở đây rồi mình tiếp tục theo dõi và trị bệnh cho bé thôi đúng không? Sáng giờ ăn uống gì chưa anh Cảnh? Chưa ăn gì trơn luôn, hồi sáng giờ đâu có ăn miếng nào đâu. Trời đất ơi trời. Sức mày sáng nước miệng
mặt là rồi lo cho nó ăn rồi xong rồi tới giờ đâu có ăn uống gì đâu. Ừ. Tội nghiệp không? Trong chưa ba ăn, ba sáng giờ chưa ăn gì. Tội nghiệp ba. Và nghe tin bé Tiên bị bệnh thì ba cũng rất là buồn. Và hoàn cảnh thì cũng rất là hiền, cũng không biết nói gì hết. Đó, thì chỉ biết đứng mà nhiều mà lo cho con thôi chứ. Về bé Tiên thì đang chơi cùng các em nè cả nhà. Cho biết là nếu mà nó chịu thì coi như là kết quả chỉ có 70% thôi chứ chưa được 100% nữa. Nếu mình xạ trị không? Xạ trị nếu mà bé mà không có tác hại gì á thì coi như là có thể là tác dụng được có 70%. Cũng không có hoàn toàn. Không hoàn toàn hết. Nhưng mà ví dụ như là không xạ trị á coi như ví dụ như là 3 năm mà có xạ trị vô thì coi như là ruộng gạo được khoảng 7 năm mà tái phát rồi. Thì như vậy thôi để tôi mới đi khám đi là nếu không mới coi điều trị là nhân nếu không mà về điều trị thuốc nam cho nó có thể tiệt không nếu tiệt thì nó đỡ vô đứa bé. Thế để giờ một mặt là xạ trị thì coi như nó yếu sức rồi nó gây ra tai nạn rồi kia nè. Sợ Tiên không có chịu được, hơi yếu. Tiên chị không nổi đâu. Tại như mình xạ trị là phải phô thuốc như mấy lần lận. Mấy lần mà nó ăn thua có lần đầu. Lần đầu mà nếu không chịu có thể gây ra tử vong luôn. Tại chỗ luôn chứ không khỏi về tới chỗ tới nhà. Nếu mà những cái sốc nhẹ nhẹ thì không sao, nghe đến tử vong thì con không sao. Tiên nói gì vậy? Con tên gì? Con tên Anh. Con tên gì? Anh. Biết nói không? Con em biết nói không? Dạ biết mà nó không muốn nói. Tên gì? Tên gì? Con tên gì? Không. Tên gì con? Em tên Băng. Băng hả? Ừ. Tên Băng. À. Còn em mấy tuổi? Em 4 tuổi, em tên Băng. Nhưng em rất hiền giống như chị Tiên vậy, không có nói luôn cả nhà. Thì bây giờ thì bé Tiên đợi cùng gia đình là đợi chờ cho ngày mai để đi khám bệnh đó cả nhà. Cũng hy vọng vì có kết quả và sẽ có cái hướng điều trị tốt nhất cho bé cả nhà. Tiên đang cột tóc cho em gái nè, rất là dễ thương thôi nha. Đây, gia đình thì hiện tại thì đang ở bên cặp canh bệnh viện. Thì ngày mai thì bé Tiên mới đi vào bệnh viện Chợ Rẫy để khám lại cả nha. Đưa đầu lại kìa. Hỏi cột hơn là đưa đầu lại liền.
số 1 luôn. Ở đây là tất cả chị em của bé Tiên cả nhà, ông ngoại, có ba, có mẹ luôn. Hiện giờ thì bé Tiên cũng hết khóc rồi và cột tóc cho mấy em. Thì ngày sáng ngày mai thì sáng sớm thì bé Tiên sẽ đi khám bệnh lại cả nhà. Bây giờ bé Tiên đang chơi với các em đây. Thì đêm nay thì bé Tiên cùng với ông ngoại và anh Cảnh sẽ ở lại phòng mà cô Bình mướn thuê cho cả nhà. Đó, thì còn lại thì anh ba bé Tiên với mẹ bé Tiên thì sẽ đi về bên anh ở đỡ đêm nay và ngày mai thì mới qua là chở bé Tiên đi khám bệnh nha cả nhà. Bé Tiên bây giờ là vui cười rồi nè, hồi nãy là ngồi khóc thấy rất là đội cả nhà. Đầu thì cứ nghĩ là hôm nay thì khi mà có kết quả của bé Tiên thì cả nhà sẽ được đi về quê, nhưng mà không ngờ thì bệnh của bé lại biến chứng, đi mổ thì biến chứng ra, phát hiện thêm bệnh nên là ở lại điều trị tiếp nữa cả nhà.